Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin, chúng tôi xin gửi tới quý vị những thông tin mới về áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Vào hồi 7 giờ sáng nay, ngày 16 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh từ Đà Nẵng cho tới Bình Định khoảng 360 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 25 đến 30 km. Đến 19 giờ tối nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng cho tới Bình Định. Lúc này, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sau đó, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng di chuyển, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ, rồi suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Như vậy, đây là áp thấp nhiệt đới có tốc độ di chuyển rất nhanh và đổ bộ trực tiếp vào khu vực Trung Trung Bộ. Đáng lưu ý là khu vực Bắc và Trung Trung Bộ lại đang chịu tác động kết hợp của không khí lạnh từ phía Bắc dồn xuống, kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới. Và do vậy thì khả năng mưa to đến rất to sẽ lại tiếp diễn ở khu vực, kéo dài từ hôm nay cho tới hết ngày 21 tháng 10, tức là thứ tư tuần tới. Dự báo tổng lượng mưa từ ngày 16 đến 21 tháng 10 ở các tỉnh thành miền Trung như sau. Ở khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến trong khoảng từ 500 đến 800mm, có nơi trên 900mm. Ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế phổ biến từ 300 đến 500mm, có nơi trên 500mm. Ở Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến từ 300 đến 400mm, có nơi trên 500mm. Từ Quảng Ngãi cho tới Phú Yên phổ biến từ 200 đến 300mm, có nơi trên 350mm. Do mưa lớn lại tiếp diễn trong khi nước lũ ở nhiều nơi tại khu vực Trung Bộ vẫn chưa rút hết. Do đó, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ gặp rất nhiều khó khăn. Bà con và người dân miền Trung tuyệt đối không nên chủ quan, chủ động ứng phó với đợt mưa lớn này. Cảnh giác đề phòng với tình trạng ngập úng, sạt lở đất đá có thể tiếp diễn trong những ngày tới. Tiếp tục với tình hình thời tiết, nằm trong vùng bị ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, nên hôm nay tại thành phố Đà Nẵng trời vẫn mưa liên tục, có lúc xuất hiện mưa to đến rất to. Đặc biệt khả năng mưa lớn còn kéo dài liên tục trong những ngày tới, do vậy nguy cơ ngập úng khu đô thị và lũ quét sạt lở đất đá là rất cao. Quý vị nên cảnh giác trước mưa lớn và có phương án chủ động ứng phó. Do mưa vẫn còn kéo dài nên nhiệt độ cao nhất ngày chỉ dao động quanh ngưỡng 27 độ. Về đêm, mức nhiệt chỉ khoảng 23 độ, độ ẩm không khí luôn cao trên 90%. Tương tự như vậy, trong hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục có mưa nhiều do gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh. Khả năng về chiều tối thì mưa dông có cường độ mạnh hơn, có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng trên diện rộng, do vậy quý vị cũng nên chủ động ứng phó. Nhiệt độ cao nhất ngày tại thành phố không vượt quá ngưỡng 30 độ, về đêm mức nhiệt giảm xuống còn khoảng 25 độ. Trở ra với Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội nói riêng và nhiều tỉnh thành phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, hôm nay trời đã giảm mưa. Tuy nhiên, những tàn dư mây có thể gây mưa rải rác vài nơi trong ngày. Về nhiệt độ, hôm nay trời tiếp tục mát mẻ và se se lạnh với mức nhiệt cao nhất ngày chỉ khoảng 28-29 độ. Về đêm, mức nhiệt giảm xuống còn từ 20 đến 23 độ. Khép lại bản tin thời tiết sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn cho các bản tin tiếp theo.